Xin chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình có về được một chiếc Frank Muller của Thụy Sĩ. Và đây là một trong những cái thương hiệu rất nổi tiếng về đồng hồ, và nó đặc biệt là chú trọng đến những cái dòng như Long Island hoặc Master Square. Nói đến Frank Muller thì nó là một cái thương hiệu mà khi các bạn nhìn chiếc đồng hồ là các bạn đã biết ngay là FM rồi. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em, đây là một thương hiệu lâu đời của Thụy Sĩ, nhấn mạnh vào cái tính thời trang và nhấn mạnh nhiều vào cái trang sức cũng như là các cái jewelry ở trên chiếc đồng hồ. Và chiếc hôm nay của mình thì cũng không ngoại lệ như vậy. Nó là một chiếc đồng hồ nữ được làm bằng vàng khối và nó sẽ có đính kim. Mình sẽ mở hộp để trên tay. Đây là một chiếc đồng hồ khá là đẹp dành cho chị em. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có một cái hộp gỗ được làm cũng rất là tuyệt vời, đẹp, với cái logo Frank Muller Geneva ở phía trên. Và ở phía dưới chúng ta có một cái certificate. Đó, certificate được bọc bằng một cái lớp da. Tuy nhiên cái certificate này thì nó không được ghi gì cả, vì đây là một cái dạng hàng nó trưng bày bán ra cho nên nó không có ghi. Đó, mình sẽ mở hộp cái hộp chiếc đồng hồ này. Hộp gỗ của nó khá là đẹp. Và ở phía trong thì chúng ta sẽ có chiếc đồng hồ của chúng ta. Đây là một chiếc Master Square. Nói đến dòng Master Square thì nó là một cái dòng mà được làm với hình vuông. Như các bạn thấy ở đây, đây là một chiếc đồng hồ rất là sáng và lấp lánh. Frank Muller thì nó có những cái dòng đặc trưng nổi tiếng như dòng Master Square này, là dòng vuông này. Ngoài ra thì nó sẽ còn dòng Long Island. Dòng Long Island thì nó sẽ là thành hình chữ nhật. Đó, và một dòng nữa là dòng đời mới, đó là Yachting. Thì Yachting và Vanguard là dòng đời mới, thì nó được thiết kế với thân toneo khá là đẹp. Quay trở lại chiếc Master Square này, đây là một chiếc được làm hoàn toàn bằng vàng khối, và như các bạn thấy nó được đi kèm một sợi dây da cá sấu màu đỏ rất là đẹp. Toàn bộ phần thân của chiếc này thì được làm khá là nhỏ gọn, và như các bạn thấy ở đây nó được làm với một cái chất lượng hoàn thiện cực kỳ tốt. Đây là kính sapphire. Ở kính sapphire của chiếc này thì các bạn có thể thấy nó được làm cong lồi cũng như là phủ chống lóa trong ngoài, cho nên các bạn nhìn nó rất là tuyệt vời. Nó giống kính sapphire, nó được làm cong luôn theo cái phần thân của chúng ta. Các bạn có thể thấy cái phần thân nó được làm cầu này, và kính của chúng ta cũng được làm cong lồi theo cái cầu đó. Nói chung là đây là để chế tác được như vậy thì cũng rất là khó. Ở phía ngoài thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có 12 cọc số được Frank Muller làm cách điệu. Với cái phần uốn từ cái phần khung hình vuông ở phía ngoài cho đến cái phần lòng tròn ở phía trong. Toàn bộ mặt dial của chúng ta trên chiếc này thì sẽ được làm với những cái vân hoa. Các bạn sẽ thấy là những cái vân hoa đồng tâm từ tâm ra. Bộ kim của chiếc này sử dụng đó là cái kim dạng foundation, và cái kim này của chúng ta thì cũng được sơn đen. Ở dưới chúng ta sẽ thấy dòng chữ Frank Muller Geneva và dòng chữ Master Square này. Đó, Sweet Mate này. Và các cái cọc số của chúng ta thì được làm với cái màu vàng mỏng và sau đó được dán lên cái mặt dial, được làm nổi lên. Ở phía ngoài thì chúng ta sẽ có hai hàng kim cương, và như các bạn thấy ở đây kim cương được làm cũng khá là đẹp. Đó, kim cương trên chiếc này là custom diamond, tức là kim cương này là đã được chủ cũ người ta độ lên. Chiếc Master Square này nó là một chiếc 6002 LQZR. Nếu các bạn xuất cái mã này ra thì nó sẽ là một chiếc vàng khối thường với vành thường. Còn trên chiếc này thì nó đã được người chủ cũ độ lên hai hàng kim cương với cái phần benzen này. Và cái phần càng của chúng ta thì sẽ có một hàng kim cương khá là đẹp. Nói chung là khi mà độ lên thì chiếc đồng hồ nhìn nó sang hơn hẳn, sang hơn nhiều. Phía bên phải thì các bạn sẽ thấy đó là một cái núm chính với logo chữ F và chữ M được lồng vào nhau. Đây là logo đặc trưng của Frank Muller. Còn mặt sau thì là nơi chứa đầy đủ thông tin của chiếc Frank Muller này. Bao gồm này, Frank Muller Geneva này, Master Complication này. Và các bạn sẽ thấy relief number này là 6002 LQZR Master Square. Chiếc này là chiếc thứ 79 được sản xuất. Và các bạn thấy ở bên cạnh chúng ta sẽ có đầy đủ các triện. Bao gồm đây là 750. Triện này của nó mình cũng chưa tìm hiểu được triện này là triện gì. Tuy nhiên ở hai triện này thì nó sẽ là triện đầu chó Beckna và triện cân tiểu ly 750. Cái đáy sau của chúng ta cũng được làm cong vòng theo cái phần kính ở phía trên. Và cái phần này nó sẽ tạo cho khi mà chúng ta đeo vào tay thì nó sẽ ôm tay cực kỳ. Và với chị em tay bé thì có một chiếc đồng hồ được thiết kế ôm tay như vậy đeo sẽ rất là thích. Cái đáy sau của nó sẽ được cố định bởi bốn cái vít ở bốn góc, và bốn vít này cũng được làm bằng vàng. Các bạn có thể thấy dây trên chiếc này thì nó được làm bằng dây da cá sấu, được làm mỏng, và nó có luôn cái smart ở đây để chúng ta có thể là thay dây nhanh. Đó,
Sợi dây được làm màu rất là đẹp với màu da cá sấu và màu đỏ. Đi kèm với nó là một cái khóa xiên, và khóa xiên của chiếc này cũng được làm bằng vàng khối với đầy đủ chuyện ở phía dưới. Là logo FM và chuyện 750, cũng như là các bạn có thể thấy ở đây là ở phía trên thì đã được chủ nhân cũng độ thêm 8 viên kim cương ở hai bên khóa. Cái độ này, nó giống hệt với cả bản zin của hãng, tuy nhiên bản zin của hãng thì nó có size M và giá nó rất đắt, khoảng nếu như full kim như này nó vào khoảng tầm 27.000. Còn với chiếc này thì nó là một chiếc qua sử dụng và được chị chủ bán lại với mức giá rất tốt, và hiện tại thì iSet bán với giá chỉ chưa đến 140 triệu cùng với chế độ là bao check và 1 đến 10 cho anh em. Đó, độ kim thì chị chủ đã độ rồi. Đây là một cái rất là tuyệt vời để cho anh em có thể sử dụng. Và chiếc đồng hồ này, Frank Muller này thì nó sử dụng đó là cái máy pin, cho nên là với chị em phụ nữ thì mình nghĩ là máy pin là rất là hợp lý rồi. Mọi người không cần phải dùng máy cơ, vì nhiều chị em không quan trọng lắm đến vấn đề máy cơ, cho nên là họ chỉ quan trọng là thời trang thôi. Và chiếc này thì nó đem đến một cái vẻ cực kỳ thời trang rồi, cho nên là anh em có thể thấy ngay là đây là một chiếc hoàn toàn phù hợp với cả chị em. Đó, nếu như anh em có nhu cầu hoặc là chị em có nhu cầu với chiếc này, có thể liên hệ ICS hoặc qua thẳng cửa hàng của ICS để xem sản phẩm. Cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.